Hộp đồ trang điểm gì đâu rồi, đem xuống giùm ơi. Nhanh lên, chị trang điểm còn đi làm nữa nè. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, bể hết phấn rồi nè, em làm cái gì vậy cháu? Trời ơi, nhờ đem xuống cái hộp trang điểm mà cũng bể đồ nữa, em coi nè. Bao nhiêu phấn mà. Trời ơi, tan nát hết rồi, vậy sao makeup đi làm đây? Ông con trai gì á, kêu đem cái hộp đồ trang điểm xuống mà cũng không làm được nữa. Làm ăn thì càng ngày càng xuống dốc. Người yêu thì không có, mấy cái việc nhỏ trong nhà, điện nước thì sửa không được, bây giờ kêu đem cái hộp trang điểm xuống cũng bị rớt bể nữa. Em xin lỗi mà. Xin lỗi cái gì? Ngày nào em cũng làm bể cái này bể cái kia hết trơn á. Trời ơi, bây giờ hư hết rồi, xài cái gì nữa mà xài. Em vô dụng thiệt luôn á cháu. Sống vậy hả? Chết đi cho rồi. Em xin lỗi mà. Mệt quá, xin lỗi hoài, xin lỗi làm chi? Hay là mua thuốc chuột, hay là nhảy xuống sông. Mình phải cười lên. Cười lên. Cười lên. Ta phải đi mua thuốc. Cháu. 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 Cháu ơi, mua xăng. Mua thuốc. Mua xăng. Cháu. Cái ghê quá. Anh mày nhé. Mày đưa ai? Mày đưa ai? Mày đưa. Bà ơi bà, thằng Châu có vấn đề rồi. Đây đây đây, ba dọn phòng cho nó. Ba thấy nhật ký những ngày u tối. Ngày 9 tháng 2, những cánh hoa đã tàn úa, mây trên trời ngừng trôi và trái tim tôi sẽ ngừng thở. Ngày 9 tháng 2, tất cả mọi thứ sẽ tắt liệm theo thời gian. Căn nhà này sẽ trở nên bốc cháy, lửa đỏ rực cả một phương trời ly biệt. Nổi da gà luôn rồi trời. Tạm biệt tất cả, chỉ còn lại là những nỗi đau. Ủa, hồi nãy nó vẽ mặt nó như ông hề vậy đó, rồi nó kêu nó đi mua xăng, đi mua thuốc chuột, biết làm gì luôn á ba. 15 tháng 2, trời đất ơi, có những thứ người ở lại đau đớn không ai khác chính là anh rể. Ủa là sao con làm gì đâu mà con đau đớn? Đâu có biết con cháu đâu à ba, nó kêu mua một can xăng cho nó về làm gì biết nè. Đây 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 đây, hôi quá hôi quá, tất cả mọi thứ sẽ bùng cháy. Cái gì vậy? Xăng. Hôm nay nghe nó nói là làm ăn thua lỗ, nhưng mà đâu đến nỗi nào mà nó phải nghĩ tới con đường quyên sinh như vậy. Bà, nhiều khi nó bị trầm cảm rất lâu rồi mà mình không biết đó ba. Ủa khoan xí, thằng Châu đang bị trầm cảm. 19 tháng 12. Đúng rồi, nãy giờ rồi ba phát hiện cái nhật ký nè. Không ai hiểu mình cả, mình là đàn ông hay là nữ giới. Trời ơi, cái gì vậy ba? Chết rồi, bây giờ nó bị trầm cảm, nó kêu em mua xăng về. Để là nó tính làm gì vậy? Trời ơi, không biết là anh bị gì vậy ta. Nhưng mà nãy từ chi con nghe chị Ngà chị chửi anh Châu quá trời luôn. Rồi kêu là hả, sống được thì chết đi cho rồi đi, thứ đàn ông gì mà vô dụng. Chắc chắn là do cái điều đó rồi nên anh mới bị trầm cảm nè ba. Ba, nãy con có quay lại hết cái diễn biến của ảnh luôn nè. Nó vẻ mặt đó, tự nhiên vẻ mặt lên rồi cười. Nó cười. Khi mà nó quay qua nó nhìn con, mắt nó long lên như nè.
Mày có bị luôn hả? Không có, nó cười trang con vậy đó. Bây giờ ba mở ra ba kêu là người ở lại là anh rể đau đớn. Trời ơi là sao ba? Sợ lắm nó, mà nó tưới xăng con rồi nó đốt con hả ba? Ủa vậy còn bình xăng này nó làm cái gì với nó? Thì đó, nó kêu là nó cầm bình xăng rồi nó làm gì nó là bùng cháy gì đó. Anh về cả Châu à. Châu. Châu ơi có ba nè, Châu ơi có chuyện gì Châu nói đi Châu. Châu mình lớn rồi Châu, có gì từ từ giải quyết con. Châu, Châu, Châu nghe ba nói nè Châu. Có mua xăng cho con chưa? Hai mua rồi, hai mua nguyên một bình xăng luôn kìa. Châu, 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 Châu. Đổ đi đổ, lấy xăng đổ đầy nhà đi. Ê, điên hả? Đưa hồng quạt cho ba con, đưa hồng quạt cho ba. Châu, 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 bình tĩnh con, Châu. Cái gì có thể cũng giải quyết được con ơi. Đừng, đừng, đừng nghĩ những điều xấu, xấu xa. Ba đây, ba đây. Ba nào? Ba nào? Tôi không có cha. Trời ơi, chết rồi. Mọi người ơi, cứu tôi. Tôi đang ôm nguyên một trái bom nên nó nổ, tôi chết. Đưa xăng đi. Con bình tĩnh con, bình tĩnh con. Đây, xăng đây con muốn làm gì? Đây, ba mở ra. Đưa xăng đây. Không, 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 không được, không được. Tôi sẽ đốt cái nhà này. Hả? Bà đây là ai? Bà đây là ai? Bà đây là ai? Châu, Châu, Châu. Tại sao lại ra nông nỗi này, Châu? Mấy người là ai? Gia đình của anh mà anh không nhận ra luôn hả? Chị hai nè, Châu ơi, Châu. Ê, đừng, 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 đừng có đốt, đừng có đốt, đừng có đốt. Đừng, Châu, Châu. Ủa? Hết gà, hết gà. Mày bỏ xuống đây mà còn cầm mày đưa nó nữa. Giấu đi, giấu đi, giấu đi. Giấu đi đâu? Rồi rồi, để tôi đem vô phòng tôi cất. Sao giờ bán rồi, anh biết hả? Bây giờ đưa đây, đưa đây, đưa đây. Đem vô phòng em đi. Vô tôi lấy xả xuống bồn cầu đi con. Xả hết xuống bồn cầu đi, đừng có đổ vô giường nghe chưa. Trời ơi, ba ơi, chết rồi. Ủa, ba ơi, nó vô trong phòng nó đóng cứng ngắt cửa, bây giờ sao ba? Mày vô với nó đi, mày vô với nó đi. Nó khóa cửa rồi. Thôi, để cho nó một mình cho nó tĩnh tâm này đã. Ba ơi, sao nó không nhận ra hết nó vậy không, ba? Nó không tĩnh tâm được đâu ba ơi, nó cầm hộp quẹt. Xong rồi nó gom mùng mền chiếu gói nó đốt một cái là nó cháy từ trong cháy ra là thằng Châu nó chết trong đó luôn đó ba. Tại sao nó ra cái cơ sự này đều có lý do hết. Tụi bay bạc đãi nó quá. Có làm gì đâu. Chị em mà không quan tâm gì tới nhau. Rồi nó cô đơn, nó cảm thấy lạc lõng. Con ngà, con ngà chửi nó, tụi con không có chửi, tụi con... Mày cũng hay chửi nó nữa. Đúng rồi, vấn đề là anh hai đó. Con còn ăn hiếp anh nữa. Thì bây giờ nó làm em nó sai thì la nó chút để nó sửa sai chứ. Ôi, có gì bây đâu bây giờ mà. Cái chuyện nó làm ăn thua lỗ hay là cái chuyện tình cảm hay là cái chuyện giới tính gì đó. Bây giờ mình phải cứu nó trước đã. Bây giờ mình phải kêu nó ra. Mình nói muốn, bây giờ muốn gì okay, cũng được. Mày muốn cái gì cũng được. Châu ơi, mở cửa đi. Thuốc rồi ba ơi. Trời ơi, gia đình. Anh đi vô cứu anh ra đi. Đừng làm sao cô đi vô cứu bây giờ. Lấy phòng của em mà. Đâu đó. Đâu đó ra, đưa nó đi bệnh viện. Chết cha, bây giờ sao mà làm. Cứ nhặt rồi ba ơi. Mày mở ra thôi. Mở cửa đi. Gì vậy? Trời ơi, anh có sao không? Em đưa anh đi bệnh viện. Châu ơi, Châu đừng còn đừng. Châu ơi, Châu. Gọi bây giờ lấy cái gì gọi, điện thoại đâu mà gọi. Con ơi gọi điện cấp cứu, con ơi nó sùi bọc bếp rồi con ơi. Châu điện thoại nè, gọi cho xe cấp cứu đi. Trời ơi. Hay quá vậy. Em mày nó sắp chết mà hay cái gì. Ây da, ây da, ây da, ông tài chết.
chị không đó. Chị chửi anh chị, bây giờ anh ra nông nổi vậy nè, anh bị trầm cảm không rồi, chị thấy chưa? Trầm cảm gì? Nãy chị chửi anh đó, đàn ông gì mà vô dụng không sống được thì chết đi, bây giờ anh chết. Đúng rồi, phải chửi vậy mới đúng. Trời ơi, Ngà ơi, em có là con người không vậy? Nó là em của em đó Ngà. Gọi điện cấp cứu liền đi. Thôi cứ để cho nó nằm đó đi ba. Vậy là con thấy nó vậy là con vui lắm luôn á. Trời gì ơi vậy? Ủa sao cái viên này nó ngọt quá vậy? Thì đúng rồi, cái viên này nó ngọt mà. Nhưng mà dữ vậy ra chưa? Rất sắc em ơi, trời ơi. Cái giỏi, gì? Cái gì? Giỏi. Cái gì? Bà có tin không? Bà có tin con làm không? Làm gì? Giống ông bà, giống ông bà, giống không? Ê, có sợ, có sợ không? Sợ không? Sợ không? Là cái gì? Cái gì đang xảy ra? Châu sắp thành diễn viên nổi tiếng rồi bà. Con đang giới thiệu cho Châu một cái vai trong một phim của con. Nam chính. Cái vai này là phải bị bệnh trầm cảm mà phải vẽ mặt giống như là Joker. Mà phải giống như này nè ba. Tức là chỉ là diễn xuất. Diễn xuất thôi, ba ngồi xuống đi. Trời ơi. Ôi ba bác. Ôi Châu ơi là Châu. Sao hả? Sao hả? Sao vậy bác? Ba, ta chỉ diễn xuất thôi. Mày đánh ba. Phải nói cho gia đình biết muốn rớt tim ra ngoài. Ê mốt mày muốn cái gì mày phải nói nha mày. Tao cũng bị tim nha mày. Nếu mà nói trước là mọi người đâu có tin. Nhưng mà hay đúng không? Hay con khỉ con. Con xỉu luôn à. Sợ con chết à. Mai mốt làm cái gì phải nói trước cho anh em trong gia đình ta biết, làm hết hồn con hiểu không? Nhưng mà nó làm giống thiệt. Nó làm giống thiệt. Giống không ba? Trời ơi con xỉu luôn á. Đó. Nhỏ này đầu bù tóc rối luôn nè. Con không tin được là Châu có khả năng diễn xuất đến như vậy. Chừng nào đóng phim đó thì... Sắp rồi người ta báo nói là báo gia đình đi coi nha. Một tiếng nữa là có kết quả. Nè nổi tiếng phải nhớ đến em đó nha. Còn em diễn chung với anh nữa. Bây giờ là không bán hoa nữa. Con sắp thành người nổi tiếng rồi đó nha. Dở hoài. Nếu em nổi tiếng, anh hai muốn gì? Anh chỉ muốn làm tài xế cho em thôi. Tài xế đúng không? Ok luôn. Út. Dạ. Nếu anh Tư nổi tiếng, Út muốn cái gì? Em muốn cái tiệm hoa của anh. Bây giờ tặng luôn. Yeah. Sang luôn. Yeah yeah, em sẽ ủng hộ anh. Sao? Không ngờ tài năng đúng không? Có ủng hộ em gì không? Nổi tiếng, nhớ mua cho chị mày cái đồng hồ nữa. Khỏi. Làm ơn, khi nào mày nổi tiếng mày muốn tập kịch mày nói tao biết chứ. Không có ngày tao chết chứ mày. Con sẽ tặng ba một chuyến du lịch thế giới. Không cần. Ba có cần gì mấy cái đó. Chỉ cần các con thành công hạnh phúc là ba vui rồi. Nghe chưa? Đừng nghĩ tới chuyện tiền bạc đối với ba. Nghe chưa? Đừng có quên ơn chị nghe chưa? Tất nhiên rồi. Ý có điện thoại rồi. Nhà sản xuất gọi. Mọi người nghe nha. Alo. Alo. Tôi là trợ lý của hãng phim TP Entertainment. Tôi là chị ba của Châu. Thì anh có thể nói chuyện liên lạc trực tiếp với tôi. Tôi cũng là quản lý của Châu luôn. Hãng phim chúng tôi đã nhận được cái clip quay diễn xuất của bạn Châu. Đạo diễn rất là hài lòng, rất ẩn ý. Bạn ấy rất là có cơ hội trở thành một diễn viên đầy tài năng. Dạ, cảm ơn. Trước đây tôi cũng có một cái thông báo là cái dự án phim mà định mời bạn Châu vào vai diễn chính đã bị hủy rồi. Dạ. Bởi vì các nhà đầu tư người ta không có thích dàn diễn viên này, cho nên không đầu tư nữa. Hẹn Châu ở một cái dự án khác. Xin cảm ơn mọi người. Alo. Con ơi, con không có cơ hội này thì cơ hội khác là cũng tới. Đời còn dài lắm, con không có gì phải buồn hết nha Châu. Thôi hãng này không mời, chị giới thiệu em qua hãng khác nha Châu. Tuổi còn trẻ, cơ hội còn nhiều mà Châu ơi. Có gì đâu em. Mai em dắt anh đi ăn cho đỡ buồn ha. Cuộc sống này mà được trầm cảm thì không có.